Bon khốn khổ làm sao khi không có thiết bị cao cấp. Anh tuyệt vọng nhìn vào bàn mổ bên cạnh, người ngoài hành tinh đang ở trên người vợ anh ấy, đổ đầy ống nghiệm, kèm theo ánh sáng chói của ống nghiệm, người phụ nữ trực tiếp bị biến thành bột. Sau đó, người ngoài hành tinh đi đến chỗ Bon, lấy con dao lết ra, trực tiếp chọc vào bụng của Bon, cơn đau dữ dội, khiến anh nổ tung ngay tại chỗ. Nhân tiện cũng lấy chiếc phòng bí ẩn bên cạnh, xuyên qua không gian bằng tiếng gầm đau đớn của người ngoài hành tinh. Anh thoát ra khỏi hang động trong sự bàng hoàng, đợi đến khi anh tỉnh dậy, đã ở phía tây sa mạc Gobi, cơn đau dữ dội từ vết thương truyền đến, và một chiếc vòng tay mang cảm giác khoa học viễn tưởng, khiến anh ấy chắc chắn rằng mọi thứ đều là sự thật. Bon nhặt đá lên, muốn gỡ thứ này xuống, không ngờ hành vi kỳ lạ của anh đã thu hút sự chú ý của ba thợ săn tiền thưởng. Họ nghĩ Bon là một kẻ chạy trốn, chuẩn bị bắt anh ấy để lấy tiền thưởng. Ông già râu trắng vừa muốn động thủ, lại xem thường sự đáng sợ của Bon. Chỉ trong một vài động tác, ba người đã chết ngay tại trận, chỉ còn lại một con chó. Bon cởi thắt lưng của thợ săn ra, chọn một đôi ủng không có mùi hôi lắm. Sau khi thay quần áo, một người và một chó đã đến thị trấn khai thác mỏ ở phía tây. Dưới sự giúp đỡ của một linh mục địa phương, anh đã điều trị vết thương. Bon chuẩn bị cảm ơn, nhưng lại bị một phát đạn ngắt đứt. Hóa ra là một phú nhị đại nổi tiếng trong thị trấn. Anh ta dựa vào quyền lực của cha mình thu phí bảo vệ trong thị trấn. Anh chàng này nhìn thấy Bon là người ngoài, muốn nhân cơ hội lấy một khoản. Kết quả một hạt cũng không tìm thấy, còn mất đi một quả trứng. Phú nhị đại này kể từ khi ra đời, lần đầu tiên bị người ta coi thường. Nhìn thấy Bon muốn rời đi, anh ta giơ súng uy hiếp. Kết quả Bon không dừng lại, anh ta bắn bừa một phát súng, trùng hợp bắn trúng chị An thị trấn. Cảnh này tình cờ bị cảnh sát trưởng nhìn thấy, trực tiếp buộc tội anh ta hành hung một sĩ quan cảnh sát. Bon với tư cách là người tham gia cũng bị cảnh sát bắt đi. Sau khi điều tra đã phát hiện anh ấy lại là một kẻ chạy trốn, hai người sẽ được giao cho cảnh sát liên bang. Cha của phú nhị đại nhận được tin tức, dẫn theo một đội quân đến. Ông ta uy hiếp cảnh sát trưởng thả người, hai bên giao chiến đều không chịu nhường bước. Lúc này trên bầu trời xuất hiện một đám mây lửa, vòng tay của Bon cũng nhấp nháy. Đột nhiên một lượng lớn UFO xuất hiện, đồng thời tấn công con người, còn chọn những người chạy trốn mang đi. Trong cơn hoảng loạn, chiếc vòng tay của Bon đã được kích hoạt. Anh nhắm vào cánh cổng sắt, một phát đã làm vỡ chiếc xe phi thuyền của người ngoài hành tinh bắt giữ cư dân thị trấn. Người đàn ông từ từ nâng cánh tay của mình lên, nhắm vào phi thuyền của mình, bắn hạ nó bằng một phát đạn. Lại bỏ nguy hiểm, những người trốn trong nhà mới dám ra. Họ đi lên để kiểm tra, phát hiện ra đó là một con quái vật bằng thép. Đột nhiên có tiếng hét từ trong quán rượu. Sau một vài phát súng, một con quái vật bay qua, chỉ lưu lại những dấu chân khổng lồ. Để giải cứu gia đình bị bắt cóc, mọi người buông bỏ ngăn cách, lần theo dấu vết để đuổi theo con quái vật. Nhưng cảnh đẹp không kéo dài, một cơn mưa bất chợt đổ xuống, tất cả các dấu vết đều bị xóa bỏ. Nhìn ngôi nhà hoang trước mặt, họ quyết định tạm thời sửa chữa. Mọi người tụ tập thành nhóm 3 hoặc 5 người, chỉ có duy nhất Bon thích ở một mình. Bác sĩ chuẩn bị băng bó vết thương cho anh ấy, không ngờ chiếc vòng đột ngột phát ra cảnh báo. Người đàn ông nói chuyện phiếm nhìn những con chuột trên khắp sàn nhà. Không đợi họ phản ứng, tất cả những con quái vật đã được giải quyết một cách bí mật. Con chó săn gầm gừ lao vào bóng tối, ngoại trừ vài lời than vãn, cũng không có động tĩnh gì. Cậu bé sợ hãi trốn trong góc, một móng vuốt sắc nhọn đang từ từ vươn về phía cậu. May mắn linh mục đã kịp thời đến, thu hút sự chú ý của con quái vật, và anh ấy cũng chết ngay tại trận. Bon đến muộn, liên tục bắn tia laser để xua đuổi quái vật. Sáng sớm hôm sau, tiểu đội vì sự hy sinh của đồng đội đã tổ chức một đám tang đơn giản. Sau đó họ lại lên đường, đi qua một hẻm núi, lại bị bọn cướp tấn công. Hai bên người ngựa, anh đuổi tôi chạy, để tìm kiếm tàu vũ trụ ngoài hành tinh của con người. Phát hiện ra mục tiêu, đám người bị tấn công mạnh mẽ, sau đó thu hoạch và bắt từng người một để cứu bác sĩ bị bắt trở về. Bon chuẩn thời cơ, đến gần vách đá nhảy xuống phi thuyền, sau đó khởi động vòng đeo tay, đánh cho động cơ cho một đòn chí mạng. Cú đánh lớn đã khiến bác sĩ bị thương nghiêm trọng, đang trên đường tìm kiếm sự giúp đỡ đã qua đời. Mấy người còn lại đầy tuyệt vọng, nhưng lần này lại xuất hiện một nhóm người da đỏ. Trưởng nhóm nghĩ rằng đây là nhóm người trước mặt thu hút quái vật để dập tắt cơn thịnh nộ của con quái vật. Họ ném xác bác sĩ vào trong lửa, sau đó chuẩn bị hành quyết những cao bồi còn sống. Nhưng sau đó một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện, ngọn lửa lên xuống, từ từ biến thành hình dạng con người. Bác sĩ sau khi chết một thời gian dài, quả thân bước ra khỏi ngọn lửa. Người Ấn Độ gọi đây là một điều kỳ diệu. Theo lời kể của bác sĩ, cô ấy đến từ một hành tinh xa xôi. Vàng là nhiên liệu quan trọng cho người ngoài hành tinh, nhà của cô ấy cũng đã bị phá hủy. Lúc này trên trái đất chỉ là một nhóm thám hiểm người ngoài hành tinh. Một khi họ tìm ra điểm yếu của con người, sẽ gọi một đội quân lớn đến để san phẳng trái đất. Bây giờ chỉ có Bon bị mất trí nhớ mới có thể tìm ra cứ điểm của họ. Để cứu nhân loại, tộc trưởng lấy ra một lọ thuốc ngủ, khiến Bon nhớ lại mọi thứ trong một giấc mơ. Cuối cùng họ ở trong một bức tường đá, phát hiện ra cứ điểm của người ngoài hành tinh, thiếu nhân lực và thiếu hỏa lực. Tộc trưởng nghĩ rằng không thể thắng, ngay cả Bon cũng không đánh mà rút lui. Hóa ra anh ấy đang cố gắng cứu vãn tình hình, lấy 100 tấn vàng làm con bài mặc cả.
đã thu hút toàn bộ nhóm cướp. Cả hai bên đều đã sẵn sàng lao đến cứ điểm của người ngoài hành tinh. Họ chia làm hai đường, chiếm địa hình thuận lợi. Cuộc tấn công đầu tiên do Bon chỉ huy, phi thuyền của người ngoài hành tinh đã bắt cóc rất nhiều người. Mấy cao bồi leo lên pháo đài của người ngoài hành tinh, đốt chất nổ và ném nó vào lỗ thông gió. Đợi họ chạy xa, một quả cầu lửa khổng lồ bao phủ pháo đài. Vệ binh ngoài hành tinh chạy ra ngoài, tiểu đội phục kích trong hẻm núi tiến lên để ngăn chặn người ngoài hành tinh. Bon lẻn vào pháo đài bằng cửa sau với bác sĩ, sau đó không ngừng đào sâu. Họ tìm thấy con người bị bắt, một quả cầu ánh sáng trắng khổng lồ trên đầu, đưa Bonda vào hoàn cảnh. May mắn bác sĩ đã bắn kịp thời, phá vỡ quả cầu ánh sáng để đưa mọi người trở lại ý thức. Người ngoài hành tinh phát hiện mất mát bên trong, ngay lập tức cử vệ binh đến giúp đỡ. Bon thuận lợi chiếm địa hình, không mất một chút thời gian nào để chặn. Tất cả kẻ thù tới đều bị xóa sổ. Cùng lúc đó, cuộc chiến bên ngoài rất căng thẳng, thậm chí rất nhiều người chết với người ngoài hành tinh. Sau cuộc chiến tuyệt vọng này, tất cả người ngoài hành tinh đã bị đánh bại, những người bị bắt cũng được giải cứu. Bon và bác sĩ tiếp tục tiến sâu, đã tìm thấy nhà máy khai thác của người ngoài hành tinh. Rất nhiều vàng lộ ra khỏi mặt đất, liên tục nhập vào bên trong pháo đài. Họ chia làm hai đường, vòng tay của bác sĩ làm nổ lõi pháo đài. Bon phá hủy nhà máy khai thác, cận cảnh một lượng lớn vàng lỏng. Anh ấy đã bị sốc nặng, không ngờ thủ lĩnh người ngoài hành tinh tấn công lén lút, trói anh vào bàn mổ. Nhìn thấy tính mạng của Bon đang gặp nguy hiểm, một cựu chiến binh đi lạc vào hang đã chấp lấy cơ hội để bắn, làm gián đoạn kế hoạch của thủ lĩnh. Bon sau đó tham gia cuộc chiến, ép thủ lĩnh vào trong lò, thủ lĩnh bị giết chết. Bayon đã kích hoạt quy trình khẩn cấp, biến một con tàu vũ trụ khổng lồ bay vào không gian. Đồng thời, bác sĩ đã đi đến cuối đường ống, nhìn vào lõi của pháo đài, cô quyết định kích hoạt thiết bị tự hủy của chiếc vòng tay. Một lượng lớn vàng được phi thuyền chở, tất cả đều rơi trong vụ nổ. Người dân thị trấn đã trở nên giàu có từ điều này. Sau nhiều thập kỷ, vùng đất cằn cỗi này đã trở nên quen thuộc với người dân San Francisco.